Chào anh em, thì nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn. Cái phần mềm này nó có thể là chỉnh sửa được ký tự số, ký tự văn bản. Đấy. Thì cái phần mềm này thì chúng tôi có thể là cài đặt vào tất cả những cái dòng điện thoại của anh em. Đấy, ví dụ như Samsung, iPhone, Oppo. Đấy. Miễn là điện thoại đời cao là có thể là chỉnh sửa, là cài đặt được cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này rồi. Đấy. Thì vì lý do bảo mật, đấy, chúng tôi không lộ phần mềm. Thì sau đây tôi sẽ đi vào chi tiết và test trực tiếp cho anh em. Sau đó tôi sẽ giải thích cho anh em cái cách chơi, cách sử dụng anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đấy, đến cái máy này. Đấy, ok, đấy, tôi đã gửi xong cái nội dung tin nhắn này. Đấy, ok, 11233 anh em nhé, 010203. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa thành con khác cho anh em này. Đấy, thành 040506 anh em nhé. Đấy, rồi bây giờ tôi sẽ ok lại, anh em chú ý mốc thời gian này 12:35 này. Đấy, tôi sẽ ok lại này. Ok anh này. Đấy, em nhận được số này. Đấy, tôi sẽ gửi cho họ. Đấy, thông thường chủ lô họ vẫn cứ ok lại anh em nhé. Đấy, tôi sẽ để 1-2 phút sau. Đấy, tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ chính xác của phần mềm này anh em nhé. Trước khi để mà chỉnh sửa lại thì tôi sẽ bật cái đồ chạy dây này để đảm bảo cho anh em trong khi test lại video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì cái phần mềm này nó có thể là cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em. Đấy, anh em chỉ cần vào phần mềm mà chúng tôi cài đặt đấy, rồi anh em gửi cho họ những cái nội dung mong muốn của anh em. Đấy, ví dụ đến cái giờ kết quả hoặc là đến những cái lúc mà anh em muốn chỉnh sửa lại con số thì anh em vào lại phần mềm của chúng tôi, anh em thay đổi đấy, cái nội dung ban đầu, ví dụ anh em gửi 112233 đấy, sau một thời gian anh em không muốn cái con số 112233 có trên máy người ta thì anh em vào phần mềm anh em chỉnh sửa 556677 hoặc là con số anh em mong muốn anh em nhé, thì anh em gửi lại thì bên máy của họ đấy, nó sẽ thay đổi thành con số mà mình đã chỉnh sửa anh em nhé. Bây giờ là 1 phút rồi, đã qua 1 phút rồi. Đấy, tôi sẽ để qua khoảng tầm 1 phút nữa để tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ chính xác của phần mềm này. Đấy, vì cái lý do bảo mật anh em nhé, thì chúng tôi không lộ phần mềm. Đấy, thì là anh em có nhu cầu anh em gọi trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cho anh em xem trực tiếp phần mềm. Đấy, thì chúng tôi có 2 cơ sở khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp phần mềm. Đấy, khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình anh em vào cơ sở anh em test trực tiếp phần mềm. Đấy, thì với anh em ở bên nước ngoài anh em không về được thì chúng tôi có những đội ngũ nhân viên cao cấp đấy, lành nghề để cài đặt cho anh em đấy, xâm nhập máy anh em và cài cho anh em. Cài đặt xong ok đấy, anh em test ok thì anh em mới phải chuyển phí cho chúng tôi đấy. Thì với phần mềm này thì anh em nào chơi lô đề đấy, thì anh em có sân chơi đấy, thì anh em sẽ lấy lại những gì đã mất anh em nhé. Phần mềm công nghệ cao đấy, anh em lưu ý với chúng tôi là khi anh em chơi bất cứ một môn nào, ví dụ tất cả đều có bịp đấy, thì anh em phải chú ý xem những công nghệ mới anh em nhé. Thì bây giờ là 2 phút 16 này. Đấy, đã qua được là 2 phút rồi thì tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa. Đấy. Đấy, anh em chỉ cần vào lại phần mềm. Đấy, rồi anh em thay đổi con số mong muốn anh em nhé. Đấy, ok, thì tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy, trong khi chỉnh sửa anh em này, anh em chú ý bên máy của họ, bên máy người ta nó không sáng đèn. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở tin nhắn ra này. Đấy, lô đã chuyển thành 778899 anh em nhé. Đấy, thời gian này đấy, vào lúc 12:35 vẫn giữ nguyên mốc thời gian ban đầu anh em này, 778899 đấy. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em công nghệ bịp lô đề cao cấp nhất 2020 đấy, thì anh em nào có nhu cầu anh em lên trực tiếp 2 cơ sở miền Nam và miền Bắc, chúng tôi đều có 2 cơ sở. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.